trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính chào quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã trở lại với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Ngày hôm nay bên cạnh tôi có tiến sĩ Đinh Xuân Quân, anh Võ Nguyễn Duy Khôi, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một người khách thường xuyên và cũng là một trong hai người host của chương trình này. Trong tuần này phải đi xa với gia đình chỉ có ba người chúng tôi. Sẽ tiếp chuyện với quý khán giả về đề tài, chúng tôi sẽ nói tiếp về đề tài của tuần trước là cuộc bầu cử, cuộc tranh cử tổng thống giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa thu và chỉ còn hơn 6 tuần nữa sẽ đến ngày bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Đầu tiên chúng tôi sẽ lược qua cái kết quả thăm dò ý kiến của các công ty truyền thông vừa mới công bố trong tuần vừa rồi. Thưa chú Quân, thì chú có thấy gì ngạc nhiên trong kết quả của những cái cuộc thăm dò ý kiến gần đây? Tôi xin phép quý vị một chút là thường thường đó thì chúng ta sẽ nói tới cái kết quả của cái cuộc thăm dò ý kiến, nhưng mà mình phải nghĩ coi cái trong cuộc bầu cử này cái gì là quan trọng và cái gì tới bây giờ mà phải ra để tranh một cái chức tổng thống tới đây trong 8 năm, trong 4 năm tới. Thì mình thấy trong 8 năm qua đó thì ông Obama đó, nghĩa là đảng Dân Chủ đó, đã làm được những cái gì và mình có nên tiếp hay không? Còn bên đảng Cộng Hòa đã làm được cái gì và chúng ta có nên ủng hộ không trong cái này? Trước khi mình đi vào những cái chi tiết của kia đó thì tôi nói ý là... Ý chú là những cái vấn đề lớn nhất trong cuộc bầu cử này. Của và những cái thành công và những cái thất bại. Thì mình thấy trong cái chính quyền Obama thì mình thấy là trong 8 năm qua đó, ông ta làm được cái gì? Thì mình thấy những cái gì quan trọng nhất mà nó gần với cộng đồng chúng ta là mình phải nói về vấn đề sức khỏe, về vấn đề y tế. Cái vấn đề Obamacare nó là một, tôi nói nó là một cái thành công. Vì trong nhiều năm qua đó, nhiều người, những cái người nghèo hay là những cái người mà doanh nhân mà những cái tiệm nhỏ đó khó mà có bảo hiểm sức khỏe cho những người làm việc cho họ, như là mấy cái tiệm nail này kia đó, thì bây giờ có Obamacare thì nó giúp một phần về vấn đề xã hội dân sự, thì nó là, tôi coi nó là một cái thành công, mặc dù bên đảng Cộng Hòa muốn bỏ nó đi. Bây giờ cũng vậy, khi có một cái chương trình mới như cái chương trình Social Security trước đây vào những năm 30 này kia đó thì có nhiều tranh cãi, nhưng mà thật ra dần dần nó được chấp nhận, nó sẽ được chấp nhận vì nó là một cái nhu cầu cần thiết của nước Mỹ. Đó thì tôi thấy cái đó là một cái thành công của bên ông Obama. Cái thứ hai đó là trong cái 8 năm qua đó thì ông Obama đã coi cái vấn đề môi trường, vấn đề xả chất độc đó, và nước Mỹ đã ký, thì đây cũng là một cái quan trọng. Thì lẽ nhiên khi nước Mỹ ký đó thì là sẽ đụng chạm nhiều cái quyền lợi, ví dụ của cái nhóm mà mỏ than, những cái người mà sử dụng mà nó sa thải nhiều đó, thì đó nó là, tôi thấy cũng là một cái điều quan trọng, vì nhờ vậy đó nước Mỹ sẽ bước qua những cái sử dụng những cái năng lượng mà sạch hơn, như là ánh sáng mặt trời, gió, rồi vân vân vân. Thì cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba là tôi nghĩ là về vấn đề ngân sách. Ở chỗ này đó, chính quyền Obama cố gắng đã giảm bớt một phần nào số nợ, nhưng mà vì cái tranh cãi giữa quốc hội, giữa phe Cộng Hòa và phe Dân Chủ cho nên không có thành công lắm. Đó, cái chuyện đó là vì cái chia rẽ quá sâu đậm giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, do đó là chính phủ Obama không có thông qua được cái vấn đề ngân sách nhiều. Cái vấn đề nữa đó là vấn đề các cuộc chiến ở ngoại quốc.
mặc dù nước Mỹ không phải là một sen đầm của thế giới, nhưng mà nước nào cũng trông cậy vào nước Mỹ hết. Nước nào cũng coi nước Mỹ là cái người mà tới để giúp họ. Mà muốn làm cái đó, đó thì phải quân đội phải ra tay. Thì ở chỗ này đó, ông Obama bị coi là yếu vì không muốn mang quân đội Hoa Kỳ làm những cái chuyện mà gọi là tại như là tại Iraq hay là tại gì, vì những cái tin tức sai lầm. Do đó Tổng thống Bush là Tổng thống Cộng hòa đã mang quân đội qua đánh Iraq và gây bao nhiêu rắc rối tiếp tục. Và thì ở đây đó, cái điểm thứ tư mà tôi nêu lên đó để cho quý vị thấy đó là ông Obama rất là thận trọng trong cái vấn đề mà mang quân đội Hoa Kỳ ra ngoại quốc. Thì cái chính sách ngoại giao thì vì vậy đó, nhiều người nói là thành công ôn hòa, nhiều người nói là không có tốt. Thì tôi chỉ nhắc lại một cái chuyện là nó rõ ràng như vậy. Trong khi trong cái việc mà đối xử với Iran mà có bom nguyên tử này kia đó, thì nhiều người, nhất là Israel, muốn Hoa Kỳ đánh dùng và hạ gục Iran. Thì nước Mỹ đã sử dụng ngoại giao và giải quyết cái vấn đề đó. Thành ra ở chỗ này đó, cũng như là cái chuyện mà Iraq đó, tôi nghĩ là ở trong này đó, những cái chuyện Iraq là không phải là chỉ có Tổng thống Bush mà nhiều nước ngoài, trong đó có Israel, đã đưa những cái chứng cứ, nhiều cái chứng cứ sai lầm để nước Mỹ nhảy vô mà đánh Iraq. Thì đó là cái 8 năm của Obama. Thì bây giờ ở bên đảng Cộng hòa muốn lật lại cái đó, muốn làm một nước Mỹ mạnh. Mạnh qua cái gì? Mạnh cấm là mấy người di dân vô. Và bà Clinton thì tương đối là theo cái đường lối của Obama. Do đó tranh chấp là hai cái chuyện đó. Đó là cho cái khán giả Việt Nam hiểu cái đó. Cái thứ hai, một điều thứ hai mình nên để ý là vậy. Những cái người mà ủng hộ ông Trump đó, đa số là người da trắng, tương đối ít học, thì họ bực mình vì họ bị bỏ quên. Nhưng mà mình thấy nước Mỹ đó là cái gì? Hai bên miền Đông đó, các thành phố lớn đó, đa số là nghiêng theo dân chủ. Miền Tây đó, như là California đó, là cũng theo dân chủ. Tại sao? Vì đó là một cái xã hội nhiều chủng tộc. Đúng. Và những cái người, những cái xã hội đó, hay là ở giữa thì có Chicago này kia đó, mấy cái thành phố lớn đó, thì là đều theo dân chủ vì họ muốn có bảo hiểm sức khỏe, vì nghĩa là nhiều chủng tộc thì họ sống nhiều năm hơn. Mà mình phải thấy California trong bao nhiêu năm nay đó, họ theo dân chủ. Nhưng mà California có thể nói là cái xã hội nước Mỹ trong tương lai, nó nhiều chủng tộc, nhiều dân số, nó khác nhau. Do đó đó thì cái vấn đề còn ở giữa nước Mỹ, ở các cái tiểu bang gọi là nông nghiệp đó, thì họ thiên về Cộng hòa hơn, họ bảo thủ hơn, họ da trắng. Thì trong cái đó thì là cái đua giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Thì tóm tắt để cho là quý thính giả Việt Nam hiểu rõ hơn. Thì bây giờ đó, cái mà anh Bình nói đó là các cái khảo sát thì mỗi ngày nó thay đổi. Đừng có quên là tới ngày hôm nay, nghe là ngày hôm nay đó, thì tôi thấy là những cái khảo sát nó cho thấy là bà Clinton là tương đối, là tại vì đây là tranh đua, không phải là tranh đua cái số đông người bầu cử phiếu, nhưng mà tranh đua những cái cử tri đoàn. Thì người nào mà được, nghĩa là ông nào sẽ, hay là bà nào sẽ làm tổng thống, nếu mà được hơn 270 cử tri đoàn. Thì ở đây tới bây giờ đó thì là người ta nói chung đó, tóm tắt đó, thì bà Clinton vẫn hơn ông Trump. Thì đó là cái tóm tắt thôi, còn nhiều chuyện mình phải bàn nữa, nhưng mà nghĩa là tôi muốn tóm tắt để cho nghĩa là những người bầu cử Việt Nam, trước nhất phải đi bầu. Cái thứ hai nữa là tại sao mình bầu, mình hiểu biết mà cho những cái chuyện này.
tôi nói hơi nhiều, nhưng mà nghĩa là tôi tóm tắt, cố gắng tóm tắt để cho quý tín giả Việt Nam hiểu rõ hơn trong cái cuộc tranh đua tổng thống này, tại sao mình phải làm cái này hay tại sao mình phải làm cái kia, thì khi mình làm cho nó rõ ràng. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần kế tiếp của chương trình. Xin lỗi là hơi lâu, nhưng mà chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.